vị và các bạn đang đến với bản tin tối trên các nền tảng của FBNC. Hôm nay ngày 31 tháng 3, bản tin có những thông tin đáng chú ý sau đây. Trên thế giới, Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á sắp thăm Trung Quốc. Tại Việt Nam, tháng 7 2021 có thể mở lại các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam. Tiêu điểm thế giới, đại sứ Mỹ họp báo nói mục đích chuyến thăm Đài Loan. Bức ảnh trong ngày, mặt trời ở Trung Quốc chuyển xanh lam quái dị. Thưa quý vị, ngày 30 tháng 3, trong hội nghị trực tuyến hỗ trợ tương lai Syria và khu vực lần thứ 5 tại thủ đô Brussels, Bỉ, các nhà tài trợ quốc tế đã cam kết viện trợ nhân đạo trị giá 6,4 tỷ đô la Mỹ giúp Syria và người tị nạn ở các nước láng giềng sau những ảnh hưởng của các cuộc xung đột và đại dịch COVID-19. Tính đến nay, có khoảng 24 triệu người cần viện trợ cơ bản, tăng 4 triệu người so với năm ngoái. Đây là con số cao nhất kể từ khi cuộc đàn áp những người biểu tình ủng hộ nền dân chủ của Tổng thống Syria Bashar al-Assad bắt đầu từ năm 2011. Hiện các cuộc giao tranh giữa lực lượng quân đội Syria và phiến quân đã lắng xuống kể từ khi thỏa thuận chấm dứt chiến dịch ném bom do Nga dẫn đầu có hiệu lực. Nhưng các cuộc không kích của Nga cùng quân đội Iran và Syria do Iran hậu thuẫn vẫn tiếp tục tấn công vào các căn cứ của phiến quân. Cũng trong ngày 30 tháng 3, Ngoại trưởng Nhật Bản Motegi Toshimitsu cho biết nước này đã đình chỉ cung cấp viện trợ mới cho Myanmar. Hành động này được đưa ra nhằm gây áp lực lên chính quyền quân sự đang cầm quyền ở đây, đồng thời thúc giục chấm dứt hành động bạo lực với dân thường và khôi phục nền dân chủ. Chính phủ Nhật Bản cho rằng việc ngừng hỗ trợ kinh tế cho Myanmar sẽ có hiệu quả hơn các biện pháp trừng phạt mà một số quốc gia phương Tây đang áp đặt. Nhật Bản luôn giữ mối quan hệ thân thiết với Myanmar và là nhà cung cấp hỗ trợ kinh tế lớn nhất cho nước này. Từ năm 2019 đến quý 3 2020, Nhật Bản đã viện trợ cho Myanmar tổng cộng gần 200 tỷ yên, tương đương khoảng 1,8 tỷ đô la. Từ ngày 31 tháng 3 đến 1 tháng 4, Ngoại trưởng các nước Singapore, Malaysia, Indonesia và Philippines sẽ có chuyến thăm Trung Quốc theo lời mời của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị. Đánh giá về cuộc gặp lần này, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hoa Xuân Oánh cho biết, các nước Đông Nam Á là láng giềng hữu hảo và là đối tác quan trọng trong việc xây dựng dự án vành đai và con đường. Bà Hoa còn nhấn mạnh, chuyến thăm sắp tới của Ngoại trưởng 4 nước Đông Nam Á không những đánh dấu kỷ niệm 30 năm thiết lập mối quan hệ đối thoại giữa Trung Quốc và ASEAN, mà còn một lần nữa thể hiện tình hữu nghị sâu sắc của đôi bên. Qua chuyến thăm này, Trung Quốc mong đợi sẽ tăng cường chia sẻ quan điểm giữa Trung Quốc và ASEAN về tình hình khu vực và quốc tế, cũng như củng cố lòng tin chiến lược. Theo hai quan chức chính phủ giấu tên, Thủ tướng Pakistan Imran Khan đã gửi một bức thư tới người đồng cấp Ấn Độ Narendra Modi ngày 30 tháng 3. Trong bức thư, ông Khan cho rằng hòa bình và ổn định lâu dài ở khu vực Nam Á tùy thuộc vào cách giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước, đặc biệt là tranh chấp tại Jammu và Kashmir. Hành động này nhằm đáp lại lời chúc mừng trước đó của Thủ tướng Ấn Độ nhân kỷ niệm lần thứ 70 quốc khánh của Pakistan. Việc trao đổi thư giữa hai nước được coi là dấu hiệu xoa dịu tình hình căng thẳng giữa các nước láng giềng Nam Á, trong bối cảnh những nước này có dấu hiệu đang chạy đua trang bị vũ khí hạt nhân. Ngày 30 tháng 3, Hiệp hội Umut Sensi cho biết đã bắt đầu tiến hành xây dựng cơ sở hạ tầng, cung cấp nước sạch cho toàn bộ người Tanzania trên đảo Tambatu của Zanzibar, một đất nước thuộc Đông Phi. Tổ chức này hy vọng dự án sẽ giúp cuộc sống người dân sống ở đây sẽ trở nên dễ dàng hơn. Dự án được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ có khoảng 4.250 người dân được tiếp cận nước sạch không bị giới hạn, và con số sẽ tăng thêm 20.000 người khi giai đoạn 2 của dự án được hoàn thành. Được biết, dự án cung cấp nước sạch này được khởi xướng bởi một tổ chức thiện nguyện chuyên thực hiện các dự án phát triển kinh tế và xã hội ở châu Phi của Thổ Nhĩ Kỳ. Tiêu điểm thế giới hôm nay là thông tin vừa cập nhật về chuyến thăm gây tranh cãi của đại sứ Mỹ John Hennessy Neyland tới Đài Loan. Mới đây, đại sứ Neyland đã cùng Ngoại trưởng Đài Loan Joseph Wu họp báo trước các phóng viên. Cả hai thể hiện mong muốn ngày càng thắt chặt tình đoàn kết đôi bên. Đại sứ Neyland hiện đang tháp tùng Tổng thống Palau Sukhrendrel Quips tới thăm hòn đảo này từ Chủ nhật ngày 28 tháng 3. Đại sứ Neyland cũng nói, mục đích chuyến thăm lần này là tìm cách thắt chặt quan hệ ba bên, Mỹ, Đài Loan và Palau. Thời gian qua, Đài Loan đã trợ giúp Palau một số thiết bị y tế và Mỹ cũng giúp Palau một số loại vaccine phòng chống COVID-19. Đây là chuyến thăm đầu tiên của một đại sứ Mỹ tới Đài Loan từ năm 1979. Động thái đã gặp phải sự chỉ trích gay gắt từ Trung Quốc. Chính quyền Bắc Kinh cho rằng động thái này có thể gửi sai tín hiệu tới những người tìm kiếm độc lập ở Đài Bắc rằng Washington ủng hộ nỗ lực của họ. Xin được chuyển sang các tin tức trong nước. Thưa quý vị, ngay sau khi Vietnam Airlines xúc tiến mở lại đường bay thẳng đến Mỹ và Bamboo Airways được cấp slot bay thẳng đến London, ngành hàng không Việt Nam tiếp tục đón tin vui về lộ trình mở lại các chuyến bay quốc tế thường lệ.
Cụ thể, Cục Hàng không vừa đề xuất Bộ Giao thông Vận tải triển khai các chuyến bay quốc tế thường lệ có chở khách vào Việt Nam theo 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 2 bắt đầu từ tháng 7 2021 là lúc các chuyến bay thường lệ chở khách vào Việt Nam được triển khai. Hành khách bao gồm cả công dân Việt Nam và nước ngoài vẫn phải thực hiện cách ly sau khi nhập cảnh và phải có xét nghiệm âm tính với COVID-19. Các chuyến bay này trước mắt sẽ thực hiện trên các đường bay giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan với tần suất 4 chuyến một tuần một chiều cho các hãng hàng không của mỗi bên. Như vậy, tổng số lượng chuyến bay hàng tuần có chở khách vào Việt Nam từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Đài Loan là 24 chuyến bay một tuần, với lượng hành khách cần cách ly là 6.000 đến 7.000 hành khách mỗi tuần. Để chuẩn bị cho năm học 2021-2022, vừa qua các nhà xuất bản được phép phát hành sách giáo khoa đã thực hiện kê khai giá sách giáo khoa lớp 2 và lớp 6 mới về Cục Quản lý Giá, Bộ Tài chính. Mức giá trung bình các bộ sách mới đang cao hơn giá sách cũ gấp 4 lần. Cụ thể, bộ sách giáo khoa mới lớp 2 có giá 203.000 đồng một bộ sách, lớp 6 có giá 259.000 đồng một bộ sách, cao hơn giá bộ sách cũ, tức 53.000 đồng một bộ sách lớp 2, 99.000 đồng một bộ sách lớp 6. Về việc giá sách giáo khoa mới tăng quá cao, Bộ Tài chính cho biết là do thực hiện xã hội hóa nên một số chi phí như chi phí bản thảo, chi phí nhuận bút lần đầu không được ngân sách nhà nước hỗ trợ. Vì vậy, việc so sánh giá sách cũ với sách mới chưa thực sự tương đồng. Tuy nhiên, về phía người dân, giá sách giáo khoa có tác động lớn đến xã hội, đặc biệt đối với học sinh vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. Việc tăng giá sách giáo khoa mới đến 4 lần sẽ tăng thêm gánh nặng cho hàng triệu gia đình khi con em bước vào năm học mới. Sau khi tìm được ví và nhiều vật dụng của các nạn nhân mất tích ở Thủy điện Rào Trăng 3, công tác tìm kiếm tưởng như có hy vọng mới. Tuy nhiên đến nay, theo cơ quan chức năng, dù đã lật tung hơn 30.000 khối đất đá vẫn không tìm thấy nạn nhân Thủy điện Rào Trăng 3. Ban chỉ đạo tìm kiếm cứu hộ cứu nạn tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã cho phép rút quân ra khỏi hiện trường, kết thúc đợt 1 giai đoạn 4, tìm kiếm các nạn nhân mất tích. Trong đợt tìm kiếm vừa rồi, hơn 50 cán bộ chiến sĩ và 4 máy múc, 2 máy hút nước cỡ lớn, máy dò dưới lòng sông cùng nhiều phương tiện cần thiết khác đã được huy động cả ngày lẫn đêm. Mới đây, tại cơ sở cách ly tập trung COVID-19 trường cao đẳng quốc tế Vabis, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, một thiếu tá quân đội đã đột tử khi đang làm nhiệm vụ. Thời điểm xảy ra vụ việc, nạn nhân đang đi phát cơm cho công dân cách ly thì có dấu hiệu loạng choạng không đứng vững. Các bác sĩ và xe cấp cứu đã được điều động tới nhưng tình trạng bệnh nhân không thể cấp cứu được. Theo các bác sĩ, nguyên nhân tử vong có thể là do đột quỵ. Hiện Trung tâm Y tế thị xã Phú Mỹ đã tiến hành phun thuốc khử khuẩn và cho lấy mẫu bệnh phẩm nạn nhân này xét nghiệm COVID-19. Cơ sở cách ly trường cao đẳng quốc tế Vabis, Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang thực hiện cách ly cho 210 công dân Việt Nam từ Canada qua cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vào ngày 26 tháng 3. Các kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 27 tháng 3 cho thấy toàn bộ đều âm tính. Sau thần y tự phong Võ Hoàng Yên, câu lạc bộ tình người nơi bị tố cáo đa cấp tâm linh đang là tâm điểm của dư luận nhiều ngày qua. Những hội viên tháo chạy khỏi câu lạc bộ này cho biết, những bài học trí tuệ miễn phí là chiêu bài thu hút mọi người của tổ chức này. Thế nhưng ngay khi hội viên tâm đắc với những bài học và ngày càng gắn bó với hoạt động tại đây, những người sáng lập đã lôi kéo họ bằng những chiêu trò tác động đến tâm lý tín ngưỡng. Hội viên tự nguyện đến mù quáng tham gia góp tiền để cúng tiền cho vong linh và mua đồ thờ để giải nghiệp. Theo những người sáng lập, đây là những món đồ được ban phúc đặc biệt, khác hẳn những món đồ thờ bán trên thị trường và tất nhiên giá cao tận trời xanh. Nhiều hội viên tháo chạy cho biết, một bộ bát hương và lư hương bằng đồng có trướng treo có giá tới 200 triệu đồng. Hiện nhóm những nạn nhân và những người có người thân tham gia câu lạc bộ này đã lên tới 3.000 người và các cá nhân này đang tập hợp các tài liệu, kinh sách và phiếu thu tiếp tục cung cấp cho cơ quan công an để phục vụ điều tra. Xin chuyển sang thông tin vừa cập nhật về công tác xử lý hàng giả, hàng gian đang được các địa phương triển khai quyết liệt. Mới đây, trên 2.700 mũ bảo hiểm có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn đã bị Cục Quản lý Thị trường Bình Thuận thu giữ. Theo Cục Quản lý Thị trường Bình Thuận, số hàng trên bị thu giữ khi lực lượng bất ngờ kiểm tra 3 điểm kinh doanh mũ bảo hiểm cùng hoạt động tại thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Toàn bộ số hàng trên có tổng trị giá 87.460.000 đồng. Qua kiểm tra về giấy tờ, chủ cơ sở chưa xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu Nón Sơn của công ty trách nhiệm hữu hạn Thời trang Nón Sơn. Hiện tại lực lượng chức năng đã tạm giữ số hàng hóa trên để xử lý theo quy định pháp luật. Ngay sau khi bắt giữ tổng kho giày dép giả mạo hàng ngàn sản phẩm hôm qua ngày 30 tháng 3, mới đây lực lượng quản lý thị trường Hà Nội tiếp tục lật tẩy kho hàng tiêu dùng nhập lậu và giả mạo nhãn hiệu cực lớn. Kho hàng tiêu dùng này do Nguyễn Văn Ngọc, sinh năm 1992, thường trú huyện Ba Vì làm chủ kinh doanh với hàng trăm mã hàng, hàng chục ngàn sản phẩm. Tất cả các sản phẩm đều có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu hoặc là hàng nhập lậu.
một lượng lớn hàng hóa giả mạo các nhãn hiệu đã được đăng ký bảo hộ như Gucci, Chanel, LV, Adidas. Thời điểm đoàn kiểm tra, cơ sở không xuất trình được bất kỳ giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của hàng hóa. Ghi nhận trên hệ thống bán hàng của cơ sở trên, chỉ trong 6 tháng có tới hơn 655.000 đơn hàng được chốt bán. Tức, trung bình một ngày sẽ có hơn 3.000 đơn hàng được gửi đi. Hiện cơ quan chức năng Hà Nội đã niêm phong toàn bộ sản phẩm phục vụ việc xác minh làm rõ các vi phạm của cơ sở để xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Xin chuyển sang những thông tin về an ninh trật tự. Xây dựng trái phép, sai phép tràn lan. Tuy nhiên, công tác cưỡng chế, thu hồi đất chưa bao giờ là việc dễ đối với các địa phương. Tại tỉnh Khánh Hòa, dù đã ra quyết định cưỡng chế gần 2 năm qua, đến nay chỉ có 1 trên 7 sai phạm tại thành phố du lịch Nha Trang bị tháo dỡ. Cụ thể, 7 công trình xây sai phép bao gồm các cửa hàng, kinh doanh có quy mô từ hơn 1.000 m2 đến gần 3.000 m2 để phục vụ khách du lịch người Trung Quốc. Tháng 5 2019, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa ban hành các quyết định cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả 7 công trình xây dựng sai phạm này. Theo các phương án cưỡng chế, chủ các công trình vi phạm phải chi trả kinh phí tháo dỡ từ hơn 600 triệu đồng đến gần 2 tỷ đồng. Trước mắt, cơ quan chức năng địa phương này cho biết sẽ thực hiện cưỡng chế đối với các công trình có dự toán chi phí tháo dỡ dưới 1 tỷ đồng. Việc này hoàn thành trước ngày 15 tháng 4. Cục Cảnh sát Hình sự của Bộ Công an cho biết vừa triệt phá thành công nhóm đánh bạc bằng hình thức cá độ bóng đá có giao dịch hàng trăm tỷ đồng tại tỉnh Nam Định. Theo cơ quan điều tra, đối tượng Vũ Mạnh Cường, 35 tuổi, quê Nam Định, bị cáo buộc nằm trong nhóm cầm đầu đường dây và có tiền án về tội giết người. Đầu năm 2020, đối tượng này cùng đồng phạm đã mua tài khoản tổng trên trang web Bóng 8 để chia thành các tài khoản con bán cho người chơi. Cho đến khi đường dây bị bóc dỡ, Cục Cảnh sát Hình sự ghi nhận tổng số tiền nhóm nghi phạm giao dịch phi pháp là hơn 400 tỷ đồng. Khám xét nơi ở của các đối tượng, công an thu giữ 3 ô tô, hơn 900 triệu đồng, súng thể thao và nhiều vũ khí tự chế. Bức ảnh trong ngày Thu Thủy muốn chia sẻ cùng quý vị hôm nay là hình ảnh mặt trời tại Trung Quốc lúc này. Khác với màu đỏ rực thường thấy, nhiều người dân Trung Quốc đang hoang mang vì mặt trời chuyển sang màu xanh lam quái dị. Hiện tượng này lần đầu tiên xuất hiện ở bầu trời Bắc Kinh kể từ khi cơn bão cát gần nhất ập đến. Theo các chuyên gia, mặt trời chuyển xanh do tán xạ Rayleigh thường xảy ra khi ánh sáng chiếu qua các chất rắn, lỏng hay khí trong suốt. Trong trường hợp này, ánh sáng mặt trời đã chiếu qua các hạt cát trong không khí, tạo nên màu xanh lam kỳ lạ. Không chỉ khiến mặt trời chuyển màu, bão cát còn khiến toàn thành phố Bắc Kinh ô nhiễm chìm trong bụi mù. Những tòa nhà cao tầng không còn nhìn thấy đỉnh, người đi đường ngoài khẩu trang còn phải che cả mắt để tránh những đợt bụi quét qua. Nồng độ ô nhiễm không khí nơi này cũng theo đó đã ở mức trên 2.000 microgram trên 1 mét khối, cực kỳ nguy hại cho sức khỏe. Bởi nồng độ PM2.5 trung bình hàng ngày được Tổ chức Y tế Thế giới khuyến nghị chỉ ở mức 25 microgram trên 1 mét khối. Thưa quý vị, trên các nền tảng kênh truyền hình FBNC, YouTube FBNC và Facebook FBNC, chúng tôi liên tục cập nhật những nội dung trong nước và quốc tế mới nhất qua các bản tin tỷ giá, giá vàng, bản tin kinh tế hôm nay 31 tháng 3 và tin nóng 24 giờ và sáng mai ngày 1 tháng 4. Quý vị hãy bắt tín hiệu với FBNC và theo dõi nhé. Sau đây là những nội dung đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo của FBNC. Ở bản tin kinh tế FBNC, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa ký đạo luật mở rộng chương trình cho vay được thúc đẩy nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Ông Biden đã ca ngợi dự luật như một thành tựu của lưỡng đảng tại phòng bầu dục. Ngoài việc mở rộng thời hạn mà các doanh nghiệp có thể đăng ký các khoản vay, đạo luật này cũng cho phép cơ quan quản lý doanh nghiệp nhỏ SBA đến ngày 30 tháng 6 để xử lý các đơn xin vay. Trong quá trình phát triển hạ tầng, thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được nguồn lực rất lớn và sự đồng thuận của người dân. Hơn 15 năm qua, người dân thành phố đã hiến 2,2 triệu mét vuông đất với trị giá lên đến hàng ngàn tỷ đồng để mở hẻm, chỉnh trang, phát triển nhiều khu dân cư. Vì sao thành phố Hồ Chí Minh lại đạt được kết quả trên trong khi với nhiều người tất đất là tất vàng? Câu trả lời sẽ có trong bản tin kinh tế 31 tháng 3. Bốc hơi hơn 40 đô la Mỹ một ounce trong vài giờ giao dịch, chính thức đánh mốc ngưỡng 1.700 đô la Mỹ một ounce. Một lần nữa, thị trường vàng chứng kiến cảnh điều đứng khi lãi suất trái phiếu Mỹ tăng chóng mặt để đạt mức đỉnh mới trong 14 tháng qua, thúc đẩy đô la Mỹ mạnh lên, gây hoang mang và hoảng sợ cho các nhà đầu tư, đẩy họ lâm vào cảnh bán tháo kim loại quý trên diện rộng, chứng kiến cảnh dòng vốn rời khỏi vàng không phanh trong phiên. Chỉ trong 2 ngày qua, vàng trong nước dao động mạnh, ghi nhận vàng nữ trang lao dốc, người mua lỗ hơn 1 triệu đồng. Trong một diễn biến khác, tỷ giá đô la Mỹ tại các ngân hàng đã phục hồi sau hai phiên giảm trước đó. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin tỷ giá tài chính khoán BNC hôm nay.
Bản tin tối của MBNC với những thông tin nổi bật trong ngày và diễn biến mới nhất về tình hình thế giới trong nước sẽ có trong những bản tin tiếp theo đã được Thu Thủy cập nhật đến cho quý vị. Hãy cùng MBNC trên các nền tảng, kênh truyền hình, YouTube, Facebook cập nhật những thông tin hữu ích nhất mỗi ngày nhé quý vị. Còn bây giờ, Thu Thủy xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào ngày mai.